Và mang đến cho bác một mẫu xe Nhật bãi mang thương hiệu đến từ Personline, thương hiệu đến từ Mỹ, với cái tông màu đỏ. Và bây giờ xin mời nhà tôi để giới thiệu chiếc xe ra. Vâng, thì có bác nào hỏi em về những dòng xe Nhật bãi thì nay em về một chiếc dòng Personline, dòng Touring mang thương hiệu đến từ Mỹ. Thì cái model của xe là model Personline Civic. Thì bác nào hỏi em về Nhật bãi thì nay em về một chiếc đây. Tổng thể lớp sơn em đánh giá là tầm 80%, 85% xe thôi. Vì là xe Nhật bãi đa số là lớp sơn của nó đều không thể tránh khỏi những vết xước trên khung xe rồi. Vì xe quá trình sử dụng lâu năm để bình dương. Nhật bãi luôn nhá, Personline, thương hiệu đến từ Mỹ. Một thương hiệu nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao, dòng Touring, khung được làm bằng hợp kim nhôm, aluminium. Đây tem Nhật bãi đây bác nhá, tem Nhật bãi ở dưới gầm nha bác, bác nhìn thấy em quay từ xa bác xem. Đây là dòng Personline Nhật bãi, dòng Touring, model siêu điêu, cổ phốt ghi đông cũng chính hãng của Personline. Với lớp mạ chrome rất là trắng sáng. Cho các bác nào thích dòng Nhật bãi thì like em về một chiếc Nhật bãi của thương hiệu khá tên tuổi Personline. Lắm cao su còn rất là êm tay, sử dụng với tay bấm xả 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Nên phải em trang bị với 3 tầng đĩa qua tay bấm xả của Shimano. Và cái dòng xe tô đi Nhật bãi thì hầu hết được sử dụng với cục phanh V. Đa số em đánh giá là trên 95% dòng Nhật bãi là sử dụng cục phanh V và tô đi. Càng của Personline chính hãng bản theo xe. Vành chính hãng vành của Shimano cũng nhá. Vành Shimano, vành cao cấp của Shimano. Vành nhôm hai lớp, bản to. Chính hãng của Shimano luôn. Lốp còn rất là mới. Lốp này là về là em đã thay rồi. Vì những dòng xe Nhật bãi này là cái bộ lốp của nó không còn được đẹp đâu, em thay luôn một lốp mới cho xe. Kích thước lốp 700x23cm. Cho những bác là thích yêu thích những dòng xe Nhật bãi thương hiệu như của Personline cũng rất là nổi tiếng. Chiều cao đứng của xe là size SM, tức là 1m65 đổ lên mức nhá. Đằng sau sử dụng cụm phanh V, yên nguyên bản theo xe. Yên của xe Nhật bãi, yên của nó bèo nhá, yên cổ điển từ ngày xưa. Đấy, đúng chất Nhật bãi các bác. Nó hơi sờn chỉ ở chút bên dưới thôi, bên trên cũng rất là đẹp, không ảnh hưởng đến xe cả. Đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của Shimano. Củ đề sau là củ đề Shimano, nhưng mà nó dùng qua quá trình sử dụng, nó dùng lâu rồi, nó bay hết cái chữ đi rồi. Sử dụng với 8 tầng lip Mayer Shimano bác nhá, Mayer chính hãng của Shimano C201. Vành nhôm 2 lớp Shimano. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe đây. Còn chiều cao đứng của khung xe là size 49. Khi ở các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Bây giờ xin vào nhà chi tiết hoạt động của xe. 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Lên lip rất là trơn tru và mượt mà đúng không? Xuống đĩa, xuống lip. Bên phải em trang bị với 3 tầng đĩa. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, em vừa là đánh giá tổng thể xong chiếc xe Personline thương hiệu đến từ Mỹ. Mà đây là chiếc xe Nhật bãi model siêu điêu. Và xe giá gốc Việt Nam là 6 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là có tương liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trên ngày mai.